Hôm nay bên em giới thiệu tới các bác xem về chiếc xe Kia Morning, sản xuất năm 2011, số sàn. Máy của xe là 1.0, xe bản Việt Nam lắp ráp nhé. Với lớp sơn là màu vàng cát. Và hình dáng bên ngoài thì em cũng đang quay cho các bác nhìn xem đây. Một chiếc xe form dáng nhỏ gọn, rất là xinh xắn, rất tiện lợi. Và một cái dòng xe mà các bác biết là nó rất là lạnh và rất là kinh tế luôn. Xăng nhiên liệu của nó chỉ tầm khoảng 5 lít cho đến 5 lít rưỡi trên 100 km thôi. Rất là ít, rất là hấp dẫn luôn. Đăng kiểm của xe đến tháng 6 năm 2021. Đăng kiểm còn khá dài. Xe thì bên em đảm bảo và cam kết cho các bác luôn là xe không có lỗi, keo chỉ cột kèo vẫn còn nguyên zin. Và hiện tại là máy đang nổ nhá, máy đang nổ. Đây các bác nghe này, máy đang nổ đấy ạ. Nếu mà để như này các bác nếu không lắng tai thì không nghe tiếng máy được, đúng không ạ? Hiện tại là xe máy đang nổ đấy ạ. Về động cơ, về động cơ và hộp số của xe là cực chất luôn các bác nhá. Nội thất của xe màu đen và đã được dán vân gỗ một vài vị trí rồi. Đây nội thất ạ. Có màn hình, có camera lùi và có khóa khiển rồi nhá. Có khóa khiển rồi. Đây nội thất bên trong của xe đây. Em quay sơ qua một chút, tí em sẽ quay kỹ hơn. Các bác đợi em một chút nhé. Chỉ có cái giá hơn 100 triệu một chút thôi, các bác đã mua được cái mẫu này về sử dụng rồi. Đây thì lách quanh để các bác với cái giá là 130 triệu một tí thôi nhá. Đối với cái mẫu xe Kia Morning này, chiếc xe biển 89, xe tư nhân. Bên em có hỗ trợ hồ sơ và có hỗ trợ cả vận chuyển cho các bác luôn. Nếu nhà mình có nhu cầu, nếu các bác có nhu cầu nhá, bên em sẽ hỗ trợ hồ sơ và vận chuyển cho các bác luôn trên toàn quốc luôn, chứ không phải là riêng khu vực ngoài Bắc bên em nhá. Bên em thì bán trong miền Nam rất là nhiều. Ngày nào cũng bán 1 đến 2 chiếc vào trong đó. Rất là nhiều luôn ạ. Các bác nếu mà bận mà không đến xem xe bên em được thì các bác cứ alo, nếu thích rồi thì cứ alo nhá. Nếu thấy ưng mẫu này thì cứ alo cho bên em. Và nếu mà nếu các bác mình chốt thì em sẽ chuyển xe đến tận nơi, tận nhà cho các bác nhà mình xem xe luôn. Rất đơn giản nhá. Các bác mình nếu mà xem nếu mà ưng thì trả tiền xe, còn không ưng thì các bác nhà mình trả tiền xăng. Rất đơn giản thôi. Hiện tại thì em đang quay gần các bác xem về phần khu vỏ của xe nhá, hình thức bên ngoài. Sơn xi sạch đẹp nhá. Xe trang bị nước sơn màu vàng cát, rất là sáng, rất là lối luôn. Gương kính của xe hoàn toàn điều chỉnh bằng điện. Lốp của xe thì cũng còn vậy vậy thôi, không còn dày cho lắm các nhá. Và chiếc này thì vẫn là na răng nhựa. Đèn trước đèn sau xe rất là sáng luôn. Kính được dán 3M rồi. Đấy, phía đằng sau đây ạ. Một cái dòng siêu lành và siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Các bác nhà mình mua về mà chạy thay xe máy, đây là mẫu xe rất là hợp lý luôn này. Bên em thì có đổi xe và mua bán ở trên toàn quốc các bác nhá. Nếu các bác mà có xe gì hay là có một cái đồ vật gì ngang giá trị chiếc xe này thì bên em cũng có đổi luôn nhá. Đấy, trao đổi luôn, rất đơn giản thôi, thủ tục nhanh gọn. Đấy, bên ngoài của xe thì em cũng quay như này thì cũng khá là tương đối và đầy đủ. Đấy, chi tiết từng phần một, đúng không ạ? Các bác hãy xem và cùng cảm nhận nhé. Để cho các bác cái giá 135 triệu đồng đối với cái mẫu xe Kia Morning này. Về cái giá thì bên em vẫn có lục lá, vẫn có bớt thêm cho các bác khi các bác thiện chí, khi các bác đến xem xe trực tiếp nhé. Bây giờ thì đến phần nội thất bên trong. Phía sau được trang bị một cái cốp cũng khá là rộng, ngoài chở người được là 5 người ra, ngoài chở được 5 người thì các bác vẫn có thể đồ phía dưới. Các bạn đang đồng hành với bản tin tiêu điểm an ninh. Hôm nay Thủy Linh và bây giờ thì các bác nhà mình ngắm về nội thất bên trong của xe.
Ngay sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Nội thất bên trong của xe thì các bác thấy hoàn toàn được thiết kế tông màu đen. Phần táp lô, phần táp ly của xe được thiết kế đó là loại nhựa dẻo nhá, loại nhựa dẻo, ghế da màu đen. Về nội thất bên trong của xe thì bên em chưa cho vệ sinh dọn dẹp đi, cho nên là nó cũng có một vài vị trí hơi bẩn một chút. Đấy, hơi dơ bẩn bẩn một chút. Những cái này các bác về vệ sinh ghế sạch sẽ hơn nhé. Chủ yếu là vệ sinh thôi. Đấy, còn những cái sần nhựa đồng thời được nối ở trên phần tỉ tay này không bị mòn luôn. Nhìn trên đây thì các bác cũng biết là về làm gì rồi đúng không ạ? Nội thất đương nhiên là về vì vệ sinh sạch sẽ rồi. Đợt này bên em về đông xe quá cho nên là không đủ thời gian. Đấy, số lượng người thì có giới hạn nhưng mà xe về thì liên tục cho nên là không thời gian, đặc biệt là mấy vấn đề vệ sinh. Ví dụ như là những vấn đề khác như là sơn xi thì bên em nếu mà nó bị sứt hay là bị kém thì bên em đều cho đi tỉa lại nhá. Thế còn thì về nội thất thì đôi khi là hơi qua loa một chút. Đấy là bình chữa cháy. Và đây là phần nóc của xe. Với người dân chúng tôi cũng khuyên cáo trong những quay gần hơn phần hạn chế thấp nhất các cái nguy cơ táp lô của xe nhá. Đây cái phần nhựa sần của xe rất đẹp. Phương tiện này thứ nhất là đây, nhựa sần của xe rất đẹp nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ. Côn số lái của xe rất là nhẹ. Rất là nhẹ nhàng luôn. Gầm bệ chắc lịch luôn nhá. Các bác có đi vào sốc thì cũng không có một tiếng kêu gì. Về cơ bản của xe rất là ok. Chỉ có về vấn đề bẩn hình thức một chút thôi. Chứ còn thì về chất lượng xe thì khá là ok nhá. Những cái gioăng cửa của xe là không bị sứt vỡ, không bị rách gì. Đấy con xe này, keo chỉ nó vẫn còn nguyên nhá, cả xe luôn. Bộ ghế da vẫn đẹp, không bị sờn rách gì. Đấy, nội thất cũng tương đối là rộng. Trước này thì đương nhiên nó rộng hơn dòng Spark, rộng hơn dòng Matiz rồi, đúng không ạ? Đây là phần khu vực khoang cua để cốp dự phòng của xe này. Đây và cốp đồ. Ghế này các bác có thể rút cái chốt lên và để gập ghế được lại nhá. Đây, gập lại như này, tạo thành một cái khu vực cốp khá là rộng, ấn được hẳn xuống luôn nhá. Đây, cốp này mở ra như này. Của xe hoàn toàn rất là chắc chắn. Bốn kính được điều chỉnh toàn bộ là điện. Những cái vách cửa đây các bác xem. Đấy, ghế thì có thể gập lên gập xuống như vậy. Vẫn là trần lý của xe từ đầu nhá. Máy em vẫn để lỗ luôn từ lúc đấy. Nếu mà không để ý, không chú ý thì thậm chí không nghe tiếng máy đối với cái mẫu xe này luôn. Tiếp quay máy nhá, các bác đợi một chút xíu. Rất nhiều bạn trẻ có thể lo. Đây, một cái cánh tiếp theo xe đây ạ. Mua về chơi để nghịch. Bẩn thôi coi nhá, chỗ này vị trí này là bẩn này. Về mình vệ sinh sạch sẽ thôi, còn để cái đồ nhựa nó không bị sứt và nó không bị mòn, không bị sứt gì cả. Rất nhiều đối tượng trong thời gian vừa qua, cơ quan công an đã phát hiện được. Trước này các bác mua về mình độ thêm đồ chơi. Lắp thêm đồ vào nhìn nó sẽ chất hơn nhiều. Bên em bán xe thì nói chung là cũng có như nào để nguyên như thế. Còn này đầu tư vào đôi khi là nó lại không theo ý muốn. Các bác về đôi khi không theo ý muốn đúng không ạ? Luật sư Nguyễn Thế Truyền khẳng định loại cúng này là bị cấm theo quy định của pháp luật. Vô lăng này. Cụ thể tại vô lăng của xe không bị mòn nhiều đâu. Tất nhiên là những cái dòng này nó đi thì nó sẽ đi nhiều hơn đối với một con số những dòng xe khác. Xe thì nó cũng có chạy qua những dịch vụ các bác nhá. Xe qua chỉ dịch vụ riêng thôi. Thế nhưng cơ quan trọng là cái phần vô lăng của nó cũng không bị mòn lắm đâu. Đấy. Hơi mòn chút thôi. Thì con xem là những khóe cạnh này nó hơi mòn một tí này. Đấy, hơi mòn một tí thôi nhá. Chứ còn cái phần này là không bị mòn. Phần này cũng vậy, không bị mòn. Đây phần đồng hồ xe đây. Điều hòa có xe mát lạnh luôn, mát rất là sâu, gió thì rất là to nhá, gió ù luôn này, gió rất là to luôn. Đấy, điều hòa đấy, côn số lái rất là nhẹ nhàng. Do vậy cơ quan chức năng khuyến cáo các bạn trẻ không nên tàng trữ, mua bán và sử dụng. Bây giờ em sẽ quay qua cái vị trí khác, đây là cái phần khu vực máy của xe nhá, động cơ khoang máy.
máy đang nổ từ lúc đấy luôn. Đấy các bác thấy đây, nếu mà không chú ý được không nghe tiếng máy cơ, máy nổ êm quá. Đây, đang nổ nhá, máy đang quay này. Máy thì không phải bàn rồi, máy không có một cái lỗi nào ở khu vực máy cả, máy cực chất luôn. Em quay các bác xem phần gầm nhá, đây phần gầm này, ba bô lê cô lốp của xe này vẫn đẹp, không mùi ngọt, không han gì đi. Đấy, không han gì đi nhá. Đây các bác xem này, đây khung gầm xe chắc chắn, mục mọt gì. Như vậy video về chiếc xe Kia Morning em cũng đã làm xong. Các bác nếu mà có nhu cầu mua hoặc là bán hoặc là trao đổi xe gì thì hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé. Theo số điện thoại là 093 8586 307. Đấy là số Zalo và số Facebook bên em luôn. Các bác hãy alo và các bác hãy đến địa chỉ phố Nguyễn Thờ Trung gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất của thành phố Hải Dương. Đấy, rồi ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video chiếc xe lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé.